Nếu bạn đang bị đau lưng, thoái hóa cột sống thắt lưng hay thoát vị đĩa đệm hoặc các vấn đề về lưng thì đừng bỏ qua bộ giáo án yoga trị liệu này nhé. Và đây là bộ giáo án yoga mà Hằng Nga đã xây dựng dựa trên các cái tư thế đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả để giúp cho chúng ta người mới, dù rằng là người mới hay là mình là người chưa tập bao giờ, thì mình hoàn toàn đều có thể thực hiện được. Và nguyên tắc của bộ giáo án này đó là chúng ta sẽ thực hiện các cái tư thế kéo giãn, đó thì giúp mình kéo giãn các cái cơ trong cơ thể và giúp chúng ta lưu thông khí huyết. Và ngoài ra thì nó còn giúp cho chúng ta khỏe cơ lưng, săn chắc cơ bụng. Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ có một cái vòng eo thon gọn hơn. Về tổng thể, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt hơn. Chỉ cần các bạn luyện tập nó kiên trì và đều đặn mỗi ngày, chắc chắn rồi chúng ta sẽ cải thiện được tình trạng đau lưng của mình. Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ cần phải sắm một chiếc thảm tập, và nếu có thì mình sẽ có thêm được ví dụ như là gạch tập hoặc dây tập hỗ trợ thì càng tốt. Và các bạn chỉ cần dành chưa đến 30 phút đâu, đó thì chúng ta sẽ luyện tập và bạn sẽ thấy rằng cái tình trạng đau lưng của mình sẽ cải thiện khá là đáng kể. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để cùng cô Hằng Nga bắt đầu vào bài tập nhé. Rồi mình sẽ ngồi ở trên thảm, chúng ta sẽ ngồi khoanh chân. Hãy giữ cho lưng mình thẳng, chân phải ở trên, chân trái ở dưới. Nếu bạn cảm thấy đầu gối của mình không thoải mái, chúng ta có thể đặt cái bàn chân phải của mình xuống phía dưới, giữ cho lưng mình thẳng. Hai cái xương ngồi của chúng ta sẽ sát xuống thảm. Hít vào, mình vươn tay lên này, vươn sau này, vươn sau 15 độ, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống ra, đúng rồi. Hai cái lòng bàn tay của chúng ta hướng vào nhau. Thở ra hạ tay xuống, mắt nhìn xuống bàn chân. Hít sâu, vươn căng tay lên, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống. Đúng rồi, kéo giãn cột sống ra nào, đúng rồi, rất tốt. Thở ra hạ tay, mắt nhìn xuống. Rồi một lần nữa hít vào, mình vươn tay lên, đan ngón tay, lật ngửa lòng bàn tay, vươn căng lên sau đầu. Bây giờ chúng ta giữ ở đây. Hãy nhớ là mình sẽ để trống một cái khoảng cách ở phần giữa cái mang tai của chúng ta. Mình không kẹp sát vào thế này nhé, để trống một tí xíu. Nhắm mắt lại, hít thở đều, hít thở sâu. 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng mình hạ xuống. Cái tay mình đặt thả lỏng trên gối. Hít vào cuộn cái vai về sau, đẩy ngực phía trước. Đẩy căng, kéo căng cái da cổ của chúng ta lên. Đúng rồi, hãy nhắm mắt lại nào, nhắm mắt lại, đúng rồi. Thở ra cuộn, gù lưng, mắt nhìn rốn. Rồi mình lặp lại. Hít sâu, cuộn vai, ưỡn ngực, đẩy căng da cổ, nhắm mắt lại nào, đúng rồi. Thở ra cuộn, gù lưng, mắt nhìn rốn. Một lần nữa hít vào, cuộn vai, ưỡn ngực, đẩy căng da cổ, nhắm mắt, thả lỏng nào, đúng rồi. Tư thế này sẽ giúp chúng ta giảm đầu vai gáy, rất là dễ chịu luôn. 3, 2, 3, 1, thở ra cuộn, gù lưng, mắt nhìn rốn. Hít thở đều, hít thở sâu. Rồi, buông lỏng, thở ra. Hít sâu, vươn căng tay lên, vươn dài lưng, kéo căng, giãn cột sống ra. Thở ra tay phải mình nắm lấy khuỷu tay trái và chúng ta kéo mở qua bên phải. Hãy nhớ là chúng ta sẽ cố gắng mà cái mắt của mình sẽ nhìn lên nhé. Mình không nhìn xuống đất này, đó, nhìn sang ngang cái tầm mắt của chúng ta. Bạn cũng có thể nhắm mắt lại, hít thở đều, hít thở sâu. 3, 2 và 1. Rồi hít sâu, vươn lên, thở mình đổi bên, kéo khuỷu tay phải qua trái. Nhớ là cái bàn tay phải của chúng ta sẽ áp vào phía sau lưng. Và ngẩng đầu, mắt nhìn lên ngang tầm mắt, nhắm mắt lại cũng được. Hít thở đều, hít thở sâu. Bạn sẽ cảm thấy toàn bộ phần vai, gáy và cột sống đang được kéo giãn rất là dễ chịu luôn. 3, 2 và 1. Rồi hít sâu, vươn lên, thở ra buông tay, hạ xuống. Hít vào, tay phải mình đưa qua bên trái, thở ra kéo ép sát vào người. Hít thở đều, nhắm mắt lại, hít thở sâu, cảm nhận toàn bộ vùng vai của bạn đang được kéo giãn. Tư thế này sẽ giúp chúng ta lưu thông khí huyết toàn bộ vùng gai vai, ba gáy. Rồi mình đổi bên. Hít vào, tay trái của chúng ta đưa qua bên phải,
Thật ra kéo ép sát vào người, bạn cũng có thể nhắm mắt lại, kết hợp với hơi thở. Hít thật sâu, thở ra thật chậm. Rồi nhẹ nhàng buông tay, hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta hãy duỗi cái chân trái của mình sang ngang. Mình sẽ dựng gót chân trái của chúng ta lên. Hít vào nào, tay trái mình chống vuông góc với lại chân trái. Vươn tay phải của mình lên sát mang tai, thở nghiêng qua bên trái. Nào bạn hãy nhớ dựng cái gót chân trái của chúng ta lên, đúng rồi. Má mình sẽ hướng chếch về bắp tay phải. Và chúng ta nhìn hơi chếch lên trần. Ở đây thì hàng Nga đang ở ngoài trời thì không có trần. Mình nhìn lên trời đó. Rồi hít thở đều, hít thở sâu. Bạn cũng có thể nhắm mắt lại nào. Tư thế này sẽ giúp bạn kéo căng giãn toàn bộ phần eo sườn bên phải, kéo giãn cột sống của chúng ta, và bạn cảm thấy rất là dễ chịu luôn. 3, hãy nhấn cái mông phải của chúng ta xuống. Thường mình sẽ bị bênh cái mông lên nhá. 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng vươn người lên, vươn hai tay, vươn dài lưng, nhớ là kéo giãn cột sống ra, kéo căng giãn cột sống, thở ra hơi gập về phía trước. Nào bạn hãy bò 10 ngón tay của chúng ta ra xa. Nhớ nhá, mình sẽ không gù lưng để gập. Đó, và các bạn có thể gập bao nhiêu độ cũng được, nhưng mà chúng ta không gù lưng mà mình đẩy ngực lên, đúng rồi, đẩy ngực lên nhá. Rồi mình hãy thẳng cái lưng của chúng ta lên nào. Rồi bạn có thể gập xuống như đậu, như hàng Nga cũng được. Hoặc là nếu sau này các bạn tập tốt thì chúng ta sẽ hít sâu để kết hợp với thở, bỏ cái tay ra xa hơn nữa. Đó, nhưng mà mình sẽ không là gù cái lưng này. Thường là chúng ta sẽ có là bị gù lưng nhá. Hàng ngày mình rất hay bị gù lưng trong sinh hoạt hàng ngày đó. Bây giờ chúng ta hãy nhớ đẩy thẳng lưng lên, bạn thấy nó căng thì mình sẽ lùi cái tay lại, đẩy ngược thẳng cái lưng. Nhớ dựng gót chân lên nào, dựng gót chân lên, đúng rồi, rất tốt. Nhắm mắt lại, bây giờ bạn sẽ cảm thấy rằng toàn bộ cái khoeo chân trái của chúng ta nó đang được kéo giãn, và tư thế này sẽ giúp mình giảm đau lưng dưới khá là hiệu quả, giúp bạn kéo giãn cột sống và lưu thông khí huyết. 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng mình nâng người lên. Bây giờ mình đổi bên nhá. Rồi chúng ta sẽ duỗi cái chân phải của mình sang ngang. Hít vào tay phải mình chống đối diện với lại cẳng chân phải. Hãy nhớ dựng gót chân phải của chúng ta lên. Vươn tay trái lên, sát mang tay, thở nghiêng qua bên phải. Nào hãy nhớ là hướng cái vai phải của chúng ta ra trước. Thường chúng ta sẽ bị cụp vào trong như thế này. Mình sẽ hướng nó ra phía trước. Đó, má mình sẽ hướng một cái bắp tay trái. Và mắt nhìn lên trần. Bây giờ cô Hằng Nga thì đang nhìn lên trời cả nhà, không có trần. Khá là thú vị đúng không? Một cái bài tập ở ngoài trời. Kéo căng giãn cái eo sườn bên trái nào. Hãy nhớ là nhấn cái mông trái của chúng ta xuống. Các bạn hãy nhớ tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần là các bạn mình đã có cái quyết tâm là chúng ta sẽ luyện tập thì bạn sẽ tìm được mọi địa điểm và mọi nơi để chúng ta luyện tập nhé. 3, 2, bạn thấy không? Kéo căng eo sườn bên trái rất là dễ chịu. Nào hãy nhấn cái mông trái của chúng ta xuống. Và 1, rồi hít vào nâng lên, buông tay, hạ xuống. Bây giờ mình sẽ thu hai cái chân lại, chống hai cái tay về đầu thảm trong tư thế bò mèo. Hai tay chống bằng vai, hai gối mở rộng bằng hông. Nào nhớ nhá, cái tay mình chống vuông góc. Hít vào võng lưng, cong mông uốn ngực, nhấc cao vai, mắt nhìn lên, rất tốt. Thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Đúng rồi, cuộn gù lưng này bạn sẽ cảm thấy là cái cột sống mình nó cực kỳ là sướng luôn, như là massage. Hít vào võng lưng, cong mông uốn ngực, nhấc cao vai, mắt nhìn lên. Thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Rồi một lần nữa, hít vào võng lưng, cong mông uốn ngực, nhấc cao vai, mắt nhìn lên. Và bây giờ chúng ta giữ ở đây. Bạn cũng có thể nhắm mắt lại, kết hợp với hơi thở thật sâu. Hít sâu, thở ra thật chậm. 3, 2 và 1. Thở ra hết cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Tiếp tục mình giữ đây nào. Hít thở đều và hít thở sâu. 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng bây giờ chúng ta hãy dựng gót chân của mình lên. Hít thật sâu, mình đẩy cái đỉnh mông của chúng ta lên trần. Mình hơi trùng hai gối của chúng ta lại. Thở ra nhẹ nhàng, mình hãy nhón chân đi bộ tại chỗ. Bài tập này sẽ giúp cho chúng ta kéo căng giãn toàn bộ vùng cột sống,
đó, và cả cái khoeo chân của chúng ta. Thế giúp mình giảm áp lực lên cột sống và giúp chúng ta giảm đau lưng khá là hiệu quả. Nào hãy nhẹ nhàng nhón chân đi bộ tại chỗ nào. Đúng rồi, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng thôi. Hãy nhớ trong tư thế này, hai cái tay của mình chỉ chống bằng vai thôi, hai cái chân của mình vẫn bằng hông. Và chúng ta hãy cố gắng áp sát cái lòng bàn chân của mình xuống. Rồi bây giờ hít thật sâu, thở ra nhẹ nhàng nhấn hai vai xuống thảm, thả lỏng và thả lỏng. Rồi hít vào, mình bước cái chân trái lên trở về đầu thảm, hạ cái gối chân sau xuống, tay chúng ta đặt lên gối, mình cuộn cái vai về sau và đẩy cái ngực về trước. Đúng rồi, đẩy ngực về trước. Hãy nhớ là cái đùi chân sau của các bạn ấy duỗi dài ra, như mình chìm khớp hông xuống. Chú ý là cái chân trụ chân trái của chúng ta nó sẽ vuông nhá. Thường thì các bạn hay là bị là tiến hoặc lên trên hoặc lùi về sau. Một số bạn bị tiến lên trên quá này, hoặc lùi về sau quá này, nó chật quá nhá. Mình phải đúng là vuông này. Đẩy ngực về trước, nhắm mắt lại thả lỏng. Mà nếu như chúng ta có viên gạch hỗ trợ, các bạn hãy chống hai cái tay của mình lên viên gạch. Sau này thì các bạn tập tốt như cô Hằng Nga thì cái tay nó sẽ tự chạm xuống thảm. Bây giờ chúng ta nếu có gạch hỗ trợ, mình sẽ chống cái tay lên gạch. Nếu không có thì chúng ta đặt tay lên gối, nhắm mắt thả lỏng. Đó, tư thế này giúp mình kéo giãn gân khoeo phía sau, rất là dễ chịu cho cái ngực và cái vai. 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng mình chống hai cái tay xuống thảm, từ từ bước lùi cái chân trái về sau. Hít thật sâu, đẩy cái đỉnh mông lên trần. Thở ra nhấn hai vai xuống thảm. Rồi mình đổi bên, hít vào bước cái chân phải lên về đầu thảm, hạ gối chân sau giữa mũi bàn chân, tay mình đặt lên gối. Nếu có gạch thì chúng sẽ chống hai cái tay của mình lên hai cái viên gạch hỗ trợ. Nó sẽ giúp các bạn hỗ trợ vào tư thế tốt hơn. Nếu không chúng ta hãy đặt lên gối, nhớ này, cái cẳng, cái bắp chuối của cái chân phải của mình nó vuông nhá, rồi dài mũi chân sau ra là đúng rồi. Nhắm mắt lại hít thở và bạn sẽ cảm nhận thấy cái khớp hông của chúng ta nó đang được kéo giãn. Nào cuộn cái vai về sau và mình đẩy ngược phía trước nào. Đúng rồi, rất tốt. 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng chống hai cái tay xuống thảm. Rồi mình bước lùi chân về sau. Hít thật sâu, lại trở về tư thế chó úp mặt. Thở ra nhấn hai cái vai xuống thảm. Hít thở đều, hít thở sâu. Rồi bây giờ mình bước cái chân phải của chúng ta lên về đầu thảm, xoay người của mình sang ngang. Bạn sẽ thấy rằng là hai cái chân của bàn chân của mình nó sẽ song song với nhau, dưới háng của chúng ta tạo thành một góc gần như là góc vuông. Rồi mình hít vào, vươn hai tay lên, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống. Rồi bạn sẽ chống hai cái tay của mình về phía trước. Đúng rồi, hãy chống hai tay của chúng ta phía trước. Nhớ là cái lưng mình nó thẳng nhá, mình không gù lưng này. Đẩy ngực lên và thẳng cái lưng. Đúng rồi, các bạn thấy căng thì mình sẽ chống cái ngón tay cao lên. Sau này mình tập tốt, mình sẽ chống hai bàn tay xuống. Và thậm chí tập tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể gập người xuống, thậm chí là cái cằm nó, cái trán nó chạm xuống thảm. Thôi, còn bây giờ thì chúng ta hãy thẳng lưng lên. Mình cứ giữ trong cái tư thế người mới, mình cứ tập cơ bản này đã nhá. Đúng rồi, hít thật sâu và thở ra thật chậm. 3, 2 và 1. Rồi bây giờ từ từ này, bạn chống hẳn cái bàn tay phải xuống thảm, cái bàn tay trái của chúng ta đặt lên gối trái, mình trùng cái gối chân trái xuống. Đó, tay trái mình sẽ đẩy cái vào cái gối trái. Đó, nếu mà sau này mình tập tốt, mình sẽ đẩy khoảng thẳng cái khoeo tay như cô Hằng Nga. Nếu không mình vẫn cứ tạm thời mình sẽ hơi trùng một chút xíu. Mà mình cái chân phải của mình sẽ đẩy thẳng ra nào. Đúng rồi, nhắm mắt lại, hít thở đều và hít thở sâu. Tư thế này sẽ giúp chúng ta kéo căng giãn toàn bộ vùng khoeo chân phải và giúp mình giãn mở khớp hông, giúp chúng ta giảm đau lưng khá là hiệu quả luôn. 2 và 1. Rồi từ từ thu người lại, thở ra đổi bên, chống cái bàn tay trái xuống nào. Tay trái mình chống sẽ vuông góc với lại sàn, tay phải mình đặt lên gối phải, hít vào trùng cái hông xuống. Cái chân trái của chúng ta hãy duỗi thẳng ra nào. Đúng rồi, duỗi thẳng chân trái. Cái tay phải mình sẽ đặt lên gối. Sau này chúng ta tập tốt, mình sẽ có thể đẩy
cái khuỷu tay nó thẳng ra nhá. Mọi người để thẳng cái khuỷu tay ra nào. Ôi giời ơi, các bạn có nghe thấy tiếng còi không? Cô Nga đang ở ngoài một cái ban công trên tầng một tầng nhà rất là cao. Rất là khá là thú vị, cảm giác tập ngoài trời đúng không ạ? 2 và 1 rồi nhẹ nhàng chống tay xuống. Hít thật sâu, thở ra. Bây giờ chúng ta hãy hạ hai cái gối của mình xuống thảm. Hạ hai gối xuống thảm và mình ngồi xuống. Ngồi xuống ta duỗi cái chân phải của mình về phía trước, co cái chân trái lại. Chân trái áp vào cái má trong của đùi phải. Hít vào vươn căng tay lên, vươn dài lưng kéo giãn cột sống, thở gập người vào ống chân phải. Nào mình hãy kéo thẳng cái cẳng khoeo chân. Và bây giờ là chúng ta là người mới nên là chúng mình sẽ cái độ cái khoeo chân nó chưa mở đó. Đó thì cho nên chính vì vậy cho nên nó sẽ làm cho chúng ta đau lưng khá là nhiều ấy. Cho nên là mình sẽ cố gắng là mình sẽ sử dụng cái sợi dây hỗ trợ. Chúng ta sẽ vòng cái sợi dây vào cái lòng bàn chân phải này. Nếu không có dây các bạn hãy sử dụng cái khăn bông nhá. Mình sẽ lấy cái khăn bông đấy. Đó đúng rồi, chúng ta sẽ lấy một cái khăn bông. Mình sẽ quàng nó qua cái bàn chân này. Bây giờ cô Nga đằng ngoài sân thượng. Đó, bữa sau thì sẽ có cái dụng cụ hỗ trợ để minh họa cho chúng ta nhá. Nào, ưỡn ngược lên, thẳng lưng lên. Đúng rồi, nhớ không gù lưng thế này để gập nhé. Không gù lưng, đúng rồi, thẳng lưng này, ưỡn ngực này. Một chút xíu nữa xong bài tập thì các bạn hãy nhớ giúp cô Hằng Nga là hãy comment xuống chúng ta làm được bao cách cái mũi bàn chân phải chúng ta bao nhiêu găng tay này. Đó, một số bạn thì sẽ ở tận trên cao như thế này và thậm chí còn cao như thế này nữa thì cũng không sao cả nhé. Thế thì chúng ta mới cần luyện tập. Chính vì vậy cái khoeo chân mình nó co, nó cứng quá cho nên chúng ta mới bị đau lưng ấy. Cho nên mình cần phải luyện tập nhiều. Sau này thì mình tập tốt thì mình sẽ có thể tóm được cái bàn chân và thậm chí không cần dùng dây nữa. Tốt nữa thì giống như cô Hằng Nga nó có thể chạm được sát vào cái mũi chân như thế này. Đó, thì mình sẽ cần luyện tập mỗi ngày nhé. Rồi 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng nâng người lên, buông tay xuống. Và chúng ta đổi bên. Mình sẽ duỗi cái chân trái ra, co cái chân phải áp vào má trong của đùi trái. Mình sẽ cố gắng là đẩy cái chân thẳng lên và dựng cái gót chân của chúng ta lên. Bây giờ nếu các bạn có sợi dây, mình sẽ sử dụng sợi dây hỗ trợ giúp mình tập tốt hơn. Vươn căng hai tay, hít thật sâu, vươn dài lưng, kéo giãn cột sống, thở gập người về ống chân trái. Là ưỡn ngực, thẳng cái lưng của chúng ta ra. Đúng rồi, rất tốt, thẳng lưng ưỡn ngực ra. Mắt mình sẽ nhìn vào cái mũi chân trái này, đúng không? Rồi một chút nữa anh nhớ comment giúp cô Hằng Nga xem là các bạn gập được cách cái chân bao nhiêu nhá. Hai găng tay này, hay là một găng tay này, đúng không ạ? Hay là cao là ba găng tay là đó, hay là bao nhiêu độ nhá, nhớ comment dưới cho cô Hằng Nga. Rồi sau này chúng ta tập tốt thì mình sẽ gập xuống được như thế này, sát sát sát. Thì lúc đó là chắc chắn là cái lưng của mình sẽ đỡ đau rất rất là nhiều luôn rồi đấy, đúng không ạ? 3, 2, 3, 1. Rồi nhẹ nhàng nâng người lên, buông tay, hạ xuống. Duỗi hai cái chân của chúng ta ra và rũ nhẹ, rũ nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ đến một cái tư thế rất là tuyệt vời trong trị liệu, đó chính là tư thế cây cầu. Bây giờ các bạn hãy nằm xuống. Đó, nằm xuống thảm nhá. Rồi, các bạn cũng có thể chống cái tay và chúng ta từ từ mình nằm xuống thì sẽ an toàn cho lưng của chúng ta hơn. Hoặc các bạn cũng có thể nghiêng người sang một bên. Nghiêng người sang một bên như thế này như cô Hằng Nga và chúng ta nằm xuống. Thì đối với những người đau lưng thì nó khá là an toàn đấy. Rồi, hãy nằm xuống và nằm ngửa. Hai cái chân của mình co về gần mông. Bàn sân song song và mở rộng bằng hông. Hai tay mình úp xuống, lòng bàn tay úp. Rồi cái mắt chúng ta sẽ hướng lên trần. Ở lần đầu tiên này các bạn có thể quan sát cô Hằng Nga thực hiện để quan sát cô Hằng Nga tập trước. Nào, hít đầy một hơi thật sâu, thở ra rồi mình nâng bụng, nâng hông lên. Đó, đúng không ạ? Rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Rồi bây giờ các bạn thực hiện nhé. Thì chúng ta đừng quan sát, không ngoái sang phải cũng không ngoái sang trái để nhìn cô Hằng Nga thực hiện. Mà các bạn mắt mình sẽ hướng lên trần. Hiện tại thì cô Hằng Nga đang ngược cổ nhìn lên trời và thấy một đám mây trắng bay lơ lửng rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta thực hiện thì đừng nhìn theo cô Hằng Nga nữa nhé. Nào, hít thật sâu, thở ra, nâng bụng, nâng hông lên. Và bây giờ chúng ta sẽ giữ ở đây. Rất là dễ chịu tư thế này, giúp chúng ta giảm đau lưng. Rất là dễ chịu. Đẩy hông cao lên. Hãy siết cái mông của mình lại. Đúng rồi, rất tốt. 3, 2, tốt rồi, cao lưỡi lên nào. 1, rồi, nhẹ nhàng. Mình hạ xuống. Hít vào, hai tay chúng ta đan lại. Ôm lấy gối, thở ra kéo ôm sát cẳng chân vào người.
Hít thở đều, hít thở sâu. Rồi bây giờ chúng ta nâng chân mình lên, bàn chân của mình hướng lên trần, hai tay của mình sẽ ôm lấy lòng bàn chân. Hít thật sâu nhẹ nhàng này, thở ra đổ qua bên trái, chân trái chạm thảm. Hít trở về giữa, thở đổ sang phải và chân phải chạm thảm. Đây là tư thế đứa trẻ hoan hỉ. Nó sẽ giúp chúng ta massage cột sống. Mình sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Mình thư giãn cột sống, cũng như là tư thế này sẽ giúp chúng ta thư giãn. Sang trái, rồi lại sang phải. Rồi, hít sâu về giữa, thở ra. Bây giờ mình hai tay mình nắm lấy cái bàn chân rồi. Mình sẽ có thể là nhấn cái gối của chúng ta xuống được nhiều hơn nữa. Nhớ là hai cái vai của mình nó sẽ thả lỏng ở trên thảm. Nhắm mắt, hít thở đều, hít thở sâu. Ba, hai, ba, một. Rồi, buông tay, hạ xuống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trong tư thế xác chết. Hai chân mình duỗi sang hai mép thảm. Hai tay mình duỗi dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Thả hai cái vai của chúng ta sát trên thảm. Nằm thoải mái và thư giãn nào. Mắt nhắm lại, hít thật sâu. Tròn căng bụng lên, thở thật chậm, rút sâu rún vào trong. Rồi từ từ nhẹ nhàng cử động nhẹ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Tay ôm chéo hai vai trước ngực. Hít sâu nâng cao thân trên, lên khỏi thảm nghiêng. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Hạ người xuống. Tay mình đan nhau trước bụng, dựng gót chân. Hít thật sâu, vươn căng tay lên sau đầu và đạp căng gót chân ra ngoài nào. Căng hết sức có thể là vươn giải lưng, kéo căng giãn cột sống. Cứ thế này á, cực kỳ là dễ chịu luôn. Mỗi mà khi mà cô Hàng Nga mà đi đâu mà ngồi tàu xe nhiều, về đến giường nằm cái tư thế này sướng cực kỳ sướng luôn. Rồi chúng ta hãy chống tay, nghiêng người sang một bên. Rồi mình nâng người, ngồi dậy. Chúng ta vừa cùng với cô Hàng Nga thực hiện bài tập trị liệu phục hồi đau lưng cho ngày đầu tiên, các bạn thấy không? Chỉ với những cái tư thế yoga rất là đơn giản thôi là giúp chúng ta kéo giãn hết toàn bộ các cái cơ trong cơ thể, giúp mình cảm thấy khuỷu chân mình nó mềm dẻo hơn. Đó, và bạn hãy nhớ là thực hiện nó thường xuyên và đều đặn mỗi ngày. Và cũng đừng quên để lại cảm nhận của bạn ở dưới video này để cho Hàng Nga biết rằng là cái bài tập này đối với chúng ta nó đã phù hợp hay chưa, hay là cô Hàng Nga sẽ còn cần cải thiện thêm điều gì nữa. Bạn hãy nhớ comment tỉnh, thành phố, nơi bạn sinh sống, ngày tháng bạn luyện tập. Và đừng quên là lúc nãy ở trong cái tư thế gập trước chúng ta đã gập được bao nhiêu độ rồi. Và đó nó cũng giống như là một cái sự đo lường sau một tuần, một tháng, vài tháng, mà bạn sẽ thấy là cái sự tiến bộ trong cơ thể mình. Và đừng quên, nếu thấy bài tập là hữu ích, hãy giúp cô Hằng Nga hãy lan tỏa và chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh của mình, để chúng ta cùng luyện tập và cùng có một cơ thể khỏe mạnh hơn bạn nhé. Cô Nga xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo.